Em chào cả nhà nha. Hôm nay em múc băng má heo luộc nha cả nhà. Em mời cả nhà ăn cùng em nha. Hôm nay em làm cái má heo bự chà bá luôn. Bự hơn cái mặt em luôn. Để cho em ăn có hết không nha cả nhà ơi. Quá béo. Kèm với các loại rau đơn hả? Em hầm cũng lâu nên là thịt nó mềm rồi cả nhà. Thank you.
tay với chuột rồi đó. Rồi. Cả nhà, video của em đến đây kết thúc rồi. Em cảm ơn cả nhà theo dõi video của em nha. Mọi người yêu quý em thì cho em một like, một bình luận và chia sẻ video, đăng ký video nha cả nhà. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye.